Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Tiếp tục con xin giới thiệu đến cô chú anh chị mình một cây sứ Anaconda thân tím nha cô chú anh chị mình. Cây này thân tím nhưng mà tím nó hơi nhạt hơn cây vừa rồi ha. Này thân nâu. Cây này thân nâu các cô chú anh chị mình. Thân nâu ha. Cây này to, nằm chậu 12 nha cô chú anh chị mình. Đó. Cây này to nha. Nè, tím nè cô chú anh chị mình nha. Đó. Thân tím. Trên này thì nó hơi nâu nâu, đây thì tím đó. Cây này rất bự nha cô chú anh chị mình nha. Đó, cái cốt của nó nè, cái củ của nó cũng bự nữa, nằm giáp chậu luôn cô chú anh chị mình đây. Đó, cây này rất là bự và lực nha cô chú anh chị mình. Đó, con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 300.000 cây này ha. Cây này rất bự nha cô chú anh chị mình nha. Cây này con xin giao lưu với giá là 300.000. Bông cũng là màu đỏ nha cô chú anh chị mình nè. Đó, màu đỏ nè, bông chùm ha, này nó có bông tự thân luôn nha cô chú anh chị mình nè. Nè, cái này là cái thân nó mọc ra bông nè cô chú anh chị mình ha. Đó, cái thân của nó lên bông nè. Cái này là sứ Anaconda ha cô chú anh chị mình, rất giống rất là mạnh luôn ha. Cái này mình mua về mình ghép là khỏi chơi nha cô chú anh chị mình. Đó, mình chơi nguyên thủy thì cái bông nó mọc tự thân luôn nè. Đó, cái thân nó ra bông nè, bông chùm nha cô chú anh chị mình ha. Bông cánh đơn màu đỏ nha. Đó, nó ra thân chỗ nào là có bông chỗ đó nha cô chú anh chị mình nè. Đó. Cái cây này rất dễ thương luôn, ra bông ra thân ha. Bông của nó cũng là bông chùm, nó đang cho bông nha. Đó. Cây này rất bự nha cô chú anh chị mình, nằm trong chậu C12 mà nằm muốn bích chậu rồi nha cô chú anh chị mình ha. Cây này con xin bán với giá là 300.000 thôi, rất rẻ nha cô chú anh chị mình ha. Cái giống này hiện tại bây giờ rất là ít nha cô chú anh chị mình. Đó, trên thị trường rất là ít luôn. Đó. Cái hoành cốt của nó cho cô chú anh chị mình ha. Dạ, cô chú anh chị nào yêu mến thì xin liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668. Con xin giao lưu cây này với giá là 300.000. Số điện thoại trên cũng là số giao lưu của con nha cô chú anh chị mình. Dạ, con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo. Đó, cây này rất to ha cô chú anh chị mình ha. Cây này cao cũng cỡ 1m3 ha cô chú anh chị mình. Đó, cây này 1m2 thôi, nó thấp hơn cây vừa rồi. Nhưng mà củ cốt của nó thì cao bự đó, nó to bự đó, cô chú anh chị mình. Đó. Dạ, con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo.